Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Buổi tối hôm nay thì chúng ta cũng sẽ cầu nguyện cho sự bứt phá cho gia đình. Vì chúng ta biết gia đình được thiết lập bởi Đức Chúa Trời. Ngay từ thuở đầu tiên, Chúa Ngài thành lập hôn nhân, Chúa Ngài thành lập gia đình theo ý muốn tốt lành của Chúa để tiếp tục cái sự sáng tạo cũng như làm phong phú đời sống của chúng ta. Vì Chúa Ngài thiết kế có một cộng đồng nhỏ, một tổ chức nhỏ được Chúa Ngài định, đó là gia đình, để chúng ta có thể nhận được sự yểm trợ, khích lệ và san sẻ phước hạnh từ nơi Chúa ở trong mái ấm gia đình của chúng ta. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta thấy rằng gia đình dần lãng quên và con người chúng ta loại Đức Chúa Trời ra khỏi sinh hoạt của mình. Và cũng có những cái phong trào ở trong những năm tháng gần đây là họ chống lại hẳn kế hoạch của Đức Chúa Trời trong việc gia đình. Mà người ta nói rằng trong cái thái độ không cần biết Đức Chúa Trời Ngài dựng nên tôi, đừng ông hay đừng bà, chúng tôi chọn cho mình theo như điều chúng tôi nghĩ về mình. Và đó là điều mà chúng ta thấy rằng một kế hoạch của Satan để chống lại cái đơn vị rất là căn bản cho xã hội, cho hội thánh và cho cuộc đời của chúng ta. Đó là nền tảng của gia đình. Ngày hôm nay người ta tìm đủ mọi cách để định nghĩa lại gia đình. Và như tôi đã chia sẻ với anh chị em, người ta tìm đủ mọi cách. Mặc dù Texas của chúng ta tại đây đã chậm lại và chúng ta biết là nó đã chậm lại, nhưng mà vẫn có rất là nhiều nỗ lực tìm đủ một cách để định nghĩa là gia đình. Và họ chuẩn bị sẵn từ ở trong những cái điều rất là căn bản. Thí dụ như giấy khai sinh của một em bé ngày hôm nay, thì người ta đang lăn xê một cái loại giấy khai sinh là phụ huynh số 1 và phụ huynh số 2, không còn là father, mother, cha và mẹ nữa. Bởi vì họ chuẩn bị cho cái ngày là họ giới thiệu một cái loại gia đình là có hai người cùng phái. Đó là điều mà chúng ta thấy rằng một cái kế hoạch để chống lại đường lối của Đức Chúa Trời ngay từ ở trong cái căn bản của đời sống gia đình. Thì chúng ta biết rằng cảm ơn Chúa vì những con người tin kính Chúa ở trong đất nước xứ sở này vẫn còn. Và cảm ơn Chúa vì có những thống đốc của tiểu bang như thống đốc của tiểu bang Texas của chúng ta tại đây là người kính sợ Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng cái luật đó cũng như là những cái đề nghị nghị luật đó đã bị phủ quyết bởi vì không thể chấp nhận được. Mà cảm ơn Chúa, có một điều mà chúng ta thấy rằng đã trở nên một cái tiền lệ, đó là tiểu bang Texas của chúng ta với sự hướng dẫn của thống đốc Perry lúc bấy giờ đã dân chúng ở tại tiểu bang Texas của chúng ta 78% đã bỏ phiếu là định nghĩa gia đình là sự có mặt của một người đàn ông, một người đàn bà và con cái ở trong gia đình, như là cha, mẹ và con cái. Đó là định nghĩa căn bản của gia đình. Cảm ơn Chúa, nhờ vào trong cái sự bỏ phiếu và đồng ý của đa số dân chúng ở tại tiểu bang Texas ở đây. Mà từ đó thì có rất là nhiều điều mà người ta tìm cách để định nghĩa trở lại gia đình nhờ vào trong cái tiền lệ này, nhờ vào trong cái luật mà đã được ký thành thành luật đã ngăn chặn nó. Và nhưng mà dù vậy thì chúng ta biết rằng dù Texas ở đây đang hướng dẫn khoảng chừng 23 tiểu bang để đi cái con đường đó, thì chúng ta thấy rằng những tiểu bang khác thì người ta đang đề xướng một cái loại gia đình là có hai người đàn ông, hai người đàn bà ở trong cái gia đình đó. Thì họ có thể thụ thai nhân tạo hoặc là sinh con, đem về nuôi, sinh con nuôi. Nhưng mà vẫn định nghĩa cái gia đình của họ là như vậy. Đây là điều mà chúng ta thấy rằng nếu nó tiếp tục xảy ra, thì chúng ta thấy rằng sẽ không có cái việc tiếp nối cái việc là chúng ta thấy là kết
tiếp tục cái sự phát triển giống nòi. Bởi vì hai người cùng phái sẽ không thể nào sanh con được. Đó là vấn đề mà chúng ta thấy rằng đúng là có một cái kế hoạch để tấn công vào ở trong cái nền tảng căn bản của xã hội là gia đình. Một điều khác nữa mà chúng ta cũng nhận biết đó là trước khi một đế quốc ở trong lịch sử của nhân loại, trước khi một đế quốc sụp đổ, thì một trong những điều cuối cùng đó là tình dục đồng giới và hôn nhân đồng giới được đề xướng ở trong những đế quốc đó. Nên chúng ta biết rằng trước khi đế quốc La Mã sụp hoàn toàn, thì đây là cái việc mà người ta đề xướng và rất là nhiều những người sống và chọn cái lối sống đó. Như Chủ nhật chúng ta có nhắc qua Lót được thiên sứ của Chúa cứu ra khỏi thành Sodom và Gomorrah. Và chúng ta thấy cái điều hết sức là càng gỡ xảy ra đó. Đó là những người đàn ông ở trong thành Sodom, họ đã từ già đến trẻ đến trên đồi ông Lót, đưa hai thiên sứ ra để họ có thể ăn nằm với hai thiên sứ. Và chúng ta biết rằng đây là cái việc mà họ làm như là chuyện tự nhiên. Thì đó là lý do mà một cái danh từ ở trong tiếng Anh, khi những cái tội mà liên hệ đến tính dục đồng giới đó, thì nhất là đàn ông với đàn ông thì gọi là Sodomite, tức là giống như là những người của thành Sodom ngày xưa. Thì chúng ta đang ở trong những ngày mà chúng ta nói rằng nếu không có sự phục hưng, không có sự thay đổi, thì mục sư Billy Graham từng tuyên bố nếu Chúa Trời không đổ sự hình phạt ở trên đất nước này thì Ngài phải đi ngược thời gian để xin đổi hai thành Sodom và Gomorrah. Vì cùng một cái tội mà Chúa Ngài đã đổ lửa xuống và thiêu hủy hai thành đó, đổ lưu huỳnh xuống để thiêu hủy hai thành đó, thì cùng một cái tội đó hiện tại đang diễn ra trên thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Thì có sự khác biệt là ngày xưa Abraham kêu nài với Chúa, nếu ở trong thành Sodom mà có 10 người công bình thì Chúa có hủy diệt hay không. Thì Chúa nói rằng nếu tìm được 10 người công bình thì Chúa sẽ không hủy diệt thành đó. Tôi tin rằng sự hủy diệt sẽ đến, nhưng mà vì ngày hôm nay Chúa vẫn tìm được có những người công bình, những người kính sợ Chúa còn ở trên đất này, và cơ hội để những người chưa biết Chúa được cứu. Nên Chúa nghe đang chậm cái sự đoán phạt, nhưng mà mỗi ngày thì chúng ta thấy rằng người ta đang chọc giận Đức Chúa Trời bằng lối sống cũng như là cái cách mà họ đang bày tỏ ra ở trong sinh hoạt hàng ngày liên quan đến gia đình. Cho nên chị em chúng ta là những người quan sát thời sự và lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta thấy hơn bao giờ hết cần có một sự bứt phá ở trong hôn nhân và gia đình. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ đối với tối hôm nay. Chúng ta sẽ cùng xem 8 điểm mà tôi thấy rằng rất là quan trọng cho một gia đình hạnh phúc, một gia đình được phước, để chúng ta quyết tâm cầu nguyện thường xuyên cho gia đình của mình và các gia đình khác ở trong hội thánh. Thứ nhất, tôi mời anh chị em chúng ta cùng nhau cầu nguyện xin Chúa ở cùng và đồng hành với gia đình của chúng ta. Được có Đức Chúa Trời đi cùng là điều hết sức là quan trọng. Bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ gặp trở ngại rất lớn ở trong những ngày sắp đến. Vì cuộc chiến rất cam go. Như chúng ta đã được nhắc nhở trong những ngày qua là ở trong linh giới hiện tại, mắt của chúng ta có thể không thấy thường xuyên, không thấy luôn luôn. Nhưng mà từng hồi từng lúc Chúa Ngài cho chúng ta thấy được có một trận chiến đang diễn ra. Chúng ta biết rằng nếu không có Chúa đi cùng thì chúng ta sẽ đối diện với rất là nhiều sự khó khăn một cách đơn côi. Cảm ơn Chúa. Chúa Ngài có bày tỏ trong lời của Ngài ước mơ của Môi-se và dân sự của Chúa ở trong lúc bây giờ. Và tin rằng Chúa Ngài cho ghi chép lại thì Ngài cũng muốn chúng ta biết để chúng ta xin như Môi-se đã xin. Ở trong Suốt Tô Ký chương 33 câu 15 đến 16. Môi-se thưa, nếu chính Ngài không cùng đi, xin đừng đem chúng con lên khỏi đây. Nếu Ngài không cùng đi với chúng con, thì làm sao người ta biết rằng con và dân của Ngài được ơn trước mặt Ngài? Có Ngài đi cùng,
thì con và dân của Ngài sẽ được phân biệt với muôn dân trên mặt đất. Ở đây chúng ta thấy ông Môi-se, ông đến với Chúa và để xác nhận lại từ nơi Chúa một điều rất là cần cho việc ông hướng dẫn dân sự của Chúa đi vào để chiếm lấy đất hứa. Đó là Chúa phải hứa Ngài đi cùng. Mặc dù chúng ta đọc phần Kinh Thánh này của Sứ Tô Ký chương 33, chúng ta biết rằng Chúa hứa Ngài sai thiên sứ của Ngài đi cùng. Chúa Ngài làm cho Môi-se được nổi danh. Chúa Ngài sẽ làm cho họ được thịnh vượng. Nhưng mà ông nói rằng cái quan trọng nhất không phải là thiên sứ, bởi vì thiên sứ mạnh mẽ đó, nhưng mà không bằng chính Chúa đi cùng họ. Chúa làm cho nổi danh thì nổi danh của cá nhân, của những con người lãnh đạo mà thôi. Nhưng mà khi có Chúa đi cùng đó, thì sẽ khiến cho dân của các nước biết rằng dân Israel là tuyển dân của Chúa. Một tập thể, một sự xác nhận rõ ràng khi có Chúa Ngài đi cùng họ. Cho nên Môi-se ông nói với Chúa, nếu Chúa không đi lên, nếu chính Ngài không cùng đi, xin đừng đem chúng con lên khỏi đây. Xin Chúa Ngài giúp để trong lẽ thật của câu Kinh Thánh này, chúng ta hàng ngày, chúng ta dành thời giờ để chúng ta dâng gia đình của chúng ta trong tay của Chúa. Và chúng ta cầu nguyện để sự hiện diện của Ngài luôn đi cùng, phía trước, phía sau, bất cứ nơi nào gia đình của chúng ta bước tới. Ở trong ơn của Chúa, trong sinh hoạt hàng ngày, trong giá trị của thời gian hay là địa lý, bất cứ nơi nào chúng ta đi, chúng ta tấn tới của các thế hệ, thì xin Chúa Ngài đi cùng với chúng ta. Đây là điều hết sức là quan trọng. Bởi vì càng kinh nghiệm Chúa, chúng ta càng biết không có sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ bị Satan nó nuốt trọng chúng ta. Nên chúng ta cần có Chúa. Rồi những khó khăn, thách thức ở trong đời sống, như chúng ta thấy dân Israel khi họ 40 năm ở trong đồng vắng, nếu không có Chúa đi cùng đó, thì chúng ta thấy rằng họ đã chết khát lâu ngày rồi. Phải không? Khi họ cần nước uống thì chúng ta thấy rằng bởi quyền năng của Chúa Ngài đi cùng, Ngài chỉ sai Môi-se lấy cây gậy đập vào trong hòn đá thì từ nơi hòn đá nước đã đổ ra để dân sự của Chúa có thể uống được. Mà không phải là chỉ có người uống mà thú vật cũng được uống chung nữa. Thì chúng ta thấy rằng từ nơi một hòn đá mà nước đã đổ ra, để chúng ta thấy hơn 1 triệu người đàn ông, chưa kể đàn bà con nít, cộng với lại thú vật của họ, thì chúng ta thấy rằng một số lượng nước rất là lớn. Nếu không có Chúa đi cùng thì chắc chắn là họ đã chết ở trong đồng vắng, chết khát. Nếu không có Chúa đi cùng mà mưa mana của Ngài xuống ở trên dân sự của Chúa thì họ đã chết đói ở trong đồng vắng. Mặc dù không trồng, không gieo, không gặt, nhưng mà chúng ta thấy rằng họ đã được một sự tiếp trợ siêu nhiên từ nơi Chúa vì có Chúa đi cùng. Rồi các dân tộc muốn tiêu diệt họ như dân Amalek, thì nhờ Chúa Ngài đi cùng, bởi sự cầu nguyện của Môi-se đưa cây gậy lên nơi trước mặt Chúa như hình ảnh chúng con tin cậy nơi Chúa, chúng con đặt lòng tin nơi Ngài, xin Chúa Ngài tiếp trợ. Thì mỗi lần Môi-se đưa tay lên với cây gậy ở trong tay thì dân Israel thắng. Khi Môi-se mỏi tay, ông hạ tay xuống thì dân Amalek thắng. Như vậy chúng ta thấy rằng sự có mặt, sự hiện diện của Chúa đi cùng là việc hết sức là quan trọng. Xin Chúa cho để chúng ta là những người đầu tiên được thuyết phục một cách sâu xa rằng phải có Chúa đi cùng với gia đình của mình. Amen. Bởi vì những ngày sắp đến chúng ta thấy rằng theo như lời Kinh Thánh cho biết thì dịch lệ nó sẽ càng kinh khủng càng hơn. À, nếu Chúa Ngài trở lại đi tiếp rước hội thánh của Chúa, và chúng ta biết rằng khi đó thì trong cái giai đoạn của 7 năm khổ nạn, 7 năm hoạn nạn ở trên đất này, thì 1/3 loài người sẽ chết. Ngày hôm nay chúng ta có khoảng 7 tỷ 7 người ở trên thế giới này. 1/3 của 7 tỷ 6 sẽ chết ở trong 7 năm hoạn nạn. Thì chúng ta biết rằng một cái số lượng rất là lớn.
Cho nên chúng ta thấy rằng rất là cần để chúng ta bước đi trong những ngày sắp đến. Nhân loại trải qua, cũng như chúng ta đã cùng với thế giới trải qua dịch COVID, thì chúng ta thấy chỉ có mới chừng đó thôi đó, đã làm cho cả thế giới của chúng ta thay đổi cách sống của mình. Thì trong những ngày sắp đến, có nhiều điều mà chúng ta chưa thấy, chưa biết có thể xảy ra. Chỉ có một cái chỗ an toàn nhất là ở trong sự hiện diện của Chúa, có Chúa đi cùng. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho gia đình của chúng ta để có Chúa ở cùng và Chúa Ngài đi cùng với chúng ta ở trong ơn của Chúa. Hằng ngày chúng ta cầu nguyện dâng gia đình của mình trong tay của Chúa và cầu nguyện để sự hiện diện của Chúa luôn đi cùng, gìn giữ, bảo vệ chúng ta, và chúng ta công bố quyết của Chúa bao phủ trên từng thành viên của gia đình của chúng ta. Vợ chồng chúng tôi nắm tay cầu nguyện mỗi ngày vì con cái nó đi sinh hoạt ở bên ngoài, nhất là ở trong những ngày của giãn cách xã hội thì một số các cháu vẫn phải đi làm, thì chúng tôi cầu nguyện xin Chúa gìn giữ bảo vệ trong lúc đi ra, trong lúc sinh hoạt bên ngoài, Chúa gìn giữ được bình an ở trong ơn của Chúa. Và chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em trong hội thánh như vậy, vì chúng ta không thấy, mắt thường chúng ta không thấy được chuyện gì đang ở chung quanh chúng ta. Nhưng mà trong sự bảo vệ của Chúa, quyết của Chúa bao phủ, thì chúng ta được bình an trong sự bao phủ của Chúa. Nên hãy nhớ và cầu nguyện cho gia đình của mình. Điều thứ nhất, đó là Chúa ở cùng và Chúa đồng hành với chúng ta. Thứ hai, chúng ta mời anh chị em cầu nguyện ở trong buổi tối hôm nay và những ngày sắp đến, là chúng ta dâng và biệt riêng gia đình chúng ta ở trong ý nguyện phục vụ Chúa. Tôi tin rằng đây cũng là một cái điều cốt lõi để Chúa có thể ban phước trên chúng ta. Bởi vì phước của Chúa đổ xuống ở trên một người có một cái mục đích. Và Giô-suê, ông đã có một cái quyết tâm rất là phước hạnh, mà tôi tin rằng đã đem lại cái sự khích lệ cho những người chủ gia đình trải qua bao nhiêu thời đại. Và chúng tôi cũng được khích lệ bởi tấm lòng của ông mà đã đi với phương châm này. Và cảm ơn Chúa cho đến giờ phút này thấy được Chúa Ngài ban phước và làm ứng nghiệm điều mà chúng tôi ước mơ. Giô-suê 24 câu số 15: Nếu anh em chẳng thích phụng sự Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phụng sự, hoặc các thần của tổ phụ anh em đã phụng sự bên kia sông, hoặc các thần của dân Amorít trong xứ mà anh em ở. Nhưng tôi và gia đình tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Thật là một quyết tâm tuyệt vời, phải không chị em? Ông đi đến một cái chỗ, ông muốn nói rằng Đức Chúa Trời Ngài tôn trọng cái sự tự do lựa chọn của chúng ta. Chúng ta muốn chọn thờ phượng Chúa hay là chúng ta muốn chọn xoay lưng khỏi Ngài, đó cũng là quyết định và sự lựa chọn của chúng ta. Giô-suê đặt ra ở trước mặt dân sự của Chúa, các trưởng lão trong lúc bây giờ, một cái việc mà chúng ta thấy tại đây nói đến cái tối hậu vẫn là cái quyết định của cá nhân của từng người. Nếu anh em chẳng thích phụng sự Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phụng sự, hoặc các thần mà tổ phụ anh em đã phụng sự bên kia sông, hoặc các thần của dân Amorít ở trong xứ mà anh em ở. Ông rằng đó là chuyện của các anh, nhưng mà chuyện của tôi đó thì tôi quyết định, tôi và gia đình của tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Đây là một quyết tâm mà chúng ta thấy rằng không đơn giản. Chúng ta chọn cá nhân mình phụng sự Chúa là một việc, nhưng mà chúng ta chọn phụng sự Chúa và hướng dẫn gia đình của mình để cùng nhau phụng sự Chúa là một vấn đề mà chúng ta biết rằng chỉ có ơn Chúa chúng ta mới làm được. Bởi vì chúng ta không thể quyết định được cho con cái chúng ta chỉ có thể ảnh hưởng trên chúng nó bởi công việc của chúng ta dạy dỗ hướng dẫn. Cuối cùng thì vẫn là quyết định của con cái của chúng ta. Mặc dù đời sống của chúng ta có ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều, nhưng mà cuối cùng vẫn là cái quyết định của những cá nhân. Cho nên chị em rất là quan trọng để chúng ta dâng và biệt riêng gia đình của mình trong ý nguyện phục vụ Chúa. Và khi Chúa thấy tấm lòng của chúng ta cũng như quyết tâm của chúng ta,
Chúa có thể đến và Ngài giúp sức, Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan để chúng ta có thể hướng dẫn cho con cái của mình. Cầu nguyện, hướng dẫn gia đình của chúng ta đoạn tuyệt với những tà thần mà cha ông và các thế hệ trước đã từng thờ lại. Đây là việc rất là quan trọng. Tôi chia sẻ với anh chị em ở trong phần đầu, có những gia đình mà ở quê của chúng tôi trước đây là khác biệt hoàn toàn. Họ nhận biết chúng tôi là người tin lành. Họ thì thờ lại theo Phật giáo, thờ lại hình tượng. Mà cảm ơn Chúa ngày hôm nay, Chúa đã ban phước và qua cái việc họ quan sát cũng như cơ hội chúng tôi có để chia sẻ lời của Chúa và giúp đỡ. Tại vì họ tin Chúa. Cảm ơn Chúa, người bạn mà chúng tôi nhắc đến là được Chúa ngày sử dụng hiện tại để giúp đỡ cho những người em họ của chúng tôi. Dù lớn lên ở trong gia đình ông bà là người tin kính Chúa, nhưng các em đã có những cái sự lựa chọn riêng của mình khi lớn lên bước vào trong đời này. Thì hiện tại được những người trước đây không biết Chúa, kinh nghiệm Chúa đang giới thiệu về Chúa cho các em. Một trong những điều làm cho chúng tôi khích lệ lắm đó là những người thân thương của chúng tôi được giới thiệu về quyền năng chữa lành của Chúa. Bởi vì người bạn của chúng tôi, những người mà chúng tôi đã từng phục vụ, họ kinh nghiệm được sự chữa lành từ nơi Chúa. Thì họ đang làm chứng lại để giúp đỡ cho những người em họ của chúng tôi đến gần với Chúa. Với một cái câu mà thách đố, đó là tại sao chị trước đây là người bên ngoài, bây giờ chị đã chọn con đường để bước vào ở trong gia đình của Chúa, ở trong niềm tin trong Chúa. Còn các em là người ở bên trong mà giờ lại chọn bước ra ngoài. Thì xin Chúa ngài giúp đỡ để sẽ có một sự trở lại của những người em họ, những người trong gia đình của chúng tôi nữa. Vì đó là cái cách mà Chúa ngài chọn để những người đã kinh nghiệm giới thiệu cho những người chưa kinh nghiệm. Mặc dù những người đó có thể là có một cái môi trường lớn lên trong gia đình có niềm tin, nhưng mà quyết định vẫn là quyết định của từng cá nhân. Mà xin Chúa nghe ban phước và chúng ta cầu nguyện ở trong việc chúng ta đoạn tuyệt với những tà thần mà cha ông các thế hệ trước có thể đã từng thờ lại. Sử dụng huyết của Đức Chúa Giêsu mà bẻ gãy những khế ước đã từng cam kết với các thần khác. Trong tuần vừa qua chúng tôi có cơ hội để giúp đỡ cho một anh em đã từng là thầy bùa Lỗ Mang và đã từng để cho mấy ông thầy bùa đó đưa chính cây kim bằng vàng đưa vào trong lưng của mình. Nó đi vào và nó nằm ở trong đó. Cũng như là những thứ khác nữa. Cảm ơn Chúa trong sự giải cứu đã kinh nghiệm được sự tự do từ nơi Chúa. Và ở trong giây phút đó thì có những cái sự hiển lộ mà chúng ta biết rằng rất là tối tăm. Và cảm ơn Chúa, Chúa của chúng ta đã nộp ra tội lỗi của chúng ta, những khế ước mà chúng ta đã ký trước đây, những giấy tờ nghịch cùng chúng ta một cách tỏ tường giữa thiên hạ khi Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá. Nên chúng ta bởi ơn của Chúa có thể nhân danh Đức Chúa Giêsu và chúng ta bẻ gãy những cái khế ước đó, những cái giao kèo đó, để chúng ta có thể cứu mình được tự do và gia đình của mình có thể kinh nghiệm được sự tự do trong ơn của Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện Chúa bẻ gãy những sự rủa xả nào còn rơi rớt lại từ các thế hệ trước. Bởi vì Chúa có thể nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời. Thì chúng ta xin Chúa nghe thương xót và bẻ gãy những cái sự rủa xả nào còn rơi rớt lại. Nếu chúng ta thấy và chúng ta công bố gia đình của chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, và hết thảy sẽ tiến lên cùng với quyết tâm là sẽ phụng sự Chúa thế hệ này sang thế hệ khác. Để phước mà Chúa ngài hứa, ngài làm ơn đến ngàn đời cho những người kính sợ Chúa đó, sẽ liên tục lặp lại trên các đời của con cháu, của hậu tự chúng ta, cho đến ngày Chúa tái lâm, chúng ta được tiếp rước về trời. Amen. Rồi thứ ba, chúng ta cầu xin khải tượng được khai phóng cho gia đình của chúng ta. Châm ngôn chương 29 câu số 18 nói rằng ở đâu không có khải tượng, dân chúng phóng túng, nhưng phước cho người biết tuân giữ luật pháp. Không có khải tượng thì người ta sẽ không có hướng đi. Và trong một bản dịch tiếng Anh thì
Người mà không có khải tượng thì họ cứ vấp ngã ở trên chân của mình. They stumble all over themselves. Đi mà không có khải tượng, đi mà không có một diễn ảnh trước mắt, thì chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ lạc lối. Như tại đây trong bản tiếng Việt, chúng ta ở đâu cũng có khải tượng, dân chúng phóng túng. Tức là họ sống không có kỷ luật. Bởi vì cần gì kỷ luật khi mình không có hướng đi. Nếu mà mình không có cái điểm đến thì đi đâu cũng đến. Nhưng mà khi chúng ta có một cái khải tượng rõ ràng thì đời sống của chúng ta sẽ kỷ luật. Như chúng ta thấy vận hội đang diễn ra. Có những người họ đã được huấn luyện từ lúc còn rất nhỏ. Với một cái khải tượng trước mắt là họ sẽ đoạt huy chương vàng ở trong việc bơi 200m hay là 1500m. Họ đặt một cái mục tiêu và cách từ lúc họ ăn uống cho đến giờ họ ngủ nghỉ, giờ họ tập bơi, tất cả đều cho cái khải tượng đó. Rồi mỗi một môn thì những người vận động viên họ phải tập thể lực của họ, bắp thịt của họ bằng những cái bộ bắp thịt khác nhau để họ có thể tham dự vào trong những cái trận đấu đó. Thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta có một cái khải tượng rõ ràng thì chúng ta sẽ chọn cách sống và lối sống của chúng ta cho khải tượng đó. Và rất là quan trọng chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa Ngài khai phóng ở trên con cái của chúng ta khải tượng từ nơi Chúa nữa. Hôm nay chúng ta cầu xin Chúa đổ khải tượng ở trên gia đình của chúng ta. Chúng ta có khải tượng là một việc, nhưng mà nếu con cái của chúng ta không cùng đứng chung với chúng ta trong khải tượng đó, thì gia đình của chúng ta cũng khó để mà có thể hiệp một trong sự phụng sự Chúa. Con cái của chúng ta cũng cần. Thế nên hãy cầu nguyện xin Chúa Ngài đổ xuống ở trên con cái của chúng ta cùng một khải tượng ở trong ơn của Chúa. Cầu nguyện và trông cậy Chúa Ngài sẽ khai phóng khải tượng cho từng người trong gia đình của chúng ta. Công bố bẻ gãy tất cả những sự trì trệ và công bố tiến triển trong tất cả những gì mà họ làm để con cái của chúng ta cùng với chúng ta trong ý nguyện phụng sự Chúa sẽ nhịp nhàng ở trong ơn của Chúa vì có chung một khải tượng. Thứ tư, xin anh chị em cùng với chúng tôi cầu nguyện cho sự hiệp nhất cho cả gia đình của chúng ta. Thi Thiên 133, một thi thiên mà chúng ta thường áp dụng ở trong hội thánh. Nhưng mà đây là thi thiên cũng nói đến hình ảnh của gia đình. Gia đình. Ở trong thi thiên 133, kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp biết bao. Điều ấy như dầu quý giá đổ trên đầu chảy xuống râu, tức râu của Aaron, chảy xuống gấu áo của người. Giống như xương móc hạt môn xa xuống núi Si-ôn. Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Hiệp một là điều hết sức quan trọng cho một gia đình. Bởi vì nếu không có sự hiệp một, gia đình đó không thể gặp gỡ với nhau được. Và khi không có cái sự hiệp một thì chúng ta thấy rằng mà sẽ mất cái sự sức giàu của Chúa và mất phước của Chúa. Nên chúng ta cầu nguyện để mỗi người trong gia đình của chúng ta không cố chấp nhưng mà sẵn lòng tha thứ. Nếu có những cái gì bất hòa thì nhanh chóng có thể giải quyết hàn gắn để luôn giữ cái sự hiệp một ở trong gia đình. Và chúng ta nhân danh Chúa, trong danh Chúa chúng ta bẻ gãy những cái cay đắng, những cái hờn oán ở trong tâm lòng để tất cả những người thân thương của chúng ta cũng sẽ được Chúa Ngài ban phước giải phóng và nhanh chóng phục hồi cái mối liên hệ hầu cho có sự hiệp một. Bởi vì chúng ta biết rằng có một cái sức mạnh rất lớn khi vợ chồng hiệp một với nhau. Một người có thể đuổi 1.000 nhưng mà hai người có thể đuổi 10.000. Nhưng ta hình dung 3 người thì sẽ tăng theo cấp số nhân càng lớn hơn nữa, rồi 4 người, rồi 5 người. Nếu cả gia đình của chúng ta đều hiệp một đó, thì chúng ta thấy rằng cái sức mạnh của sự hiệp quần đó, nó lớn vô cùng. Cho nên hãy các anh chị em của tôi hãy cầu nguyện cho sự hiệp một của gia đình của mình. Có một sức mạnh rất lớn trong sự hiệp một, nhưng mà sự hiệp một cũng rất dễ bể. Chỉ cần một cái
một ít kiêu ngạo hay là một cái bất cứ một cái gì đó nó đi ngược lại với cái sinh hoạt chung, thì chúng ta thấy rằng sự hiệp một có thể gặp trở ngại. Chúng ta thấy trong mức độ của gia đình, của hội thánh, của xã hội, thì chúng ta thấy rất là dễ để mất cái sự hiệp một. Mặc dù khi hiệp lại với nhau thì có một sức mạnh rất là lớn. Cho nên kẻ thù của chúng ta ngay từ những ngày đầu tiên tìm đủ mọi cách để gây sự chia rẽ giữa Adam và Eva. Giữa Eva, Adam và Đức Chúa Trời. Rồi hai người con của họ, Abel, Cain, Abel. Và chúng ta thấy trải qua bao nhiêu thời đại thì cái sự chia rẽ luôn luôn có một kẻ thù muốn châm chích và muốn đưa những cái ý nghịch lại với nhau, hầu cho thiếu mất đi cái sự hiệp một. Vì nó biết rằng khi có sự hiệp một thì cái sức mạnh của một tập thể, những con người mà hiệp một với nhau mạnh mẽ vô cùng. Cho nên xin Chúa ngày ban phước để chúng ta thấy điều đó và chúng ta cầu nguyện cho gia đình của mình. Làm cha mẹ, khi chúng ta có con cháu ở trong nhà, để chúng ta cũng cần học xin Chúa ngày ban phước để chúng ta yêu thương con cái một cách rất là gọi là quân bình và điều với nhau. Để chúng ta thương đứa này mà chúng ta ít thương đứa kia thì cũng có thể gây cái sự chia rẽ. Vì chúng ta thấy gia đình của Isaac, cha thì thương Esau, mẹ thì thương Jacob. Vì Esau là người săn bắn, Isaac là người rất là thích ăn thịt rừng. Còn Jacob thì ông gần với mẹ, được mẹ dạy dỗ trong vấn đề nấu nướng, gần gũi mẹ. Thì chúng ta thấy hai anh em sanh đôi mà một đứa thì mẹ thương, một đứa cha thương. Thì cuối cùng chúng ta thấy gia đình có một cái sự rạn nứt rất là lớn. Và trong cái kế hoạch trọng cái người con của mình là Jacob, mà Rebecca đã làm việc để lên một cái kế hoạch để Jacob có thể chiếm cái sự ban phước, chúc phước của cha của mình. Thì chúng ta thấy rằng đã gây ra một cái sự đổ vỡ rất là lớn và trải qua một thời gian rất lâu mà Esau và Jacob phải ở cách xa nhau. Và Rebecca không có cơ hội để gặp con của mình kể từ lúc Jacob rời gia đình để chạy khỏi cái cơn tức giận của Esau. Bà không có cơ hội để gặp con trai của mình, và bà đã qua đời trước khi Jacob trở về. Thì chúng ta thấy rằng một bức ảnh cũng nhắc nhở cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho con cái của chúng ta có sự hiệp một. Và chính chúng ta cũng phải tìm đủ một cách để giữ cái sự hiệp một này trong gia đình, bằng cách yêu thương con cái đồng đều với nhau. Rất là khó, nhất là có đông con. Chúng tôi lúc các con còn nhỏ, nó thường hay đặt cái câu hỏi đó là ba thương đứa nào nhất. Một câu hỏi rất khó trả lời. Chúng tôi cầu nguyện với Chúa cho có sự khôn ngoan để trả lời cho ba thương chị hai nhiều nhất, bởi vì đó là con một của ba, con đầu tiên của ba, con đầu lòng của ba. Ba thương chị ba nhiều là bởi vì chị ba là đứa con thứ nhì của ba. Mỗi người một nét, một vẻ khác nhau. Ba thương đứa thứ ba nhiều, mặc dù nó luôn luôn ghi ở trong thiệp đó là đứa con gái mà cha yêu thích nhất. Nên ba thương đứa thứ ba nhiều là tại vì lúc đó ba mẹ không có bảo hiểm, mà trong lúc có mang thì phải đi bệnh viện của Harris County. Bà sanh ở trong cái bệnh viện mà ba không có được vào ở trong phòng sinh như những đứa khác. Cho nên ba rất là thương. Thì chúng ta nói rằng, ô như vậy thì cũng ok. Tức là đứa nào ba cũng thương nhiều hết á. Vì mỗi đứa có một hoàn cảnh khác nhau. Cảm ơn Chúa. Rồi khi sanh ra hai đứa con trai, thì cũng có một cái thắc mắc là bây giờ là ba có con trai thì ba có thương con trai nhiều hơn con gái hay là không? Cho nên chúng tôi phải bước đi một cách rất là cẩn trọng, bởi vì không muốn cái việc mà mình thương đứa này nhiều đứa kia ít mà gây cái sự chia rẽ giữa chị em của chúng nó.
Anh chị em, đây là điều mà chúng ta cần phải rất là khôn ngoan để giữ cái sự hiệp một ở trong gia đình của mình. Mà xin Chúa Ngài ban phước trên chúng ta. Và bởi sự cầu nguyện, Chúa Ngài sẽ giúp cho chúng ta làm được điều đó. Điều thứ năm chúng ta cầu nguyện là xin Chúa ban phước cho cả gia đình chúng ta hết thảy đều được khỏe mạnh. Chúng ta xin Chúa Ngài ban phước, Ngài chữa lành, Ngài ban cho sức khỏe của chúng ta được ơn của Chúa một cách phước hạnh bằng việc chúng ta làm, đó là chúng ta phụng thờ Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chúng ta. Ở trong Sách Thư Ký chương 23 câu 25 chép: hãy phụng thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con, Ngài sẽ ban phước trên bánh con ăn, trên nước con uống, và đem tật bệnh tránh xa con. Chúng ta biết rằng đây là một cuộc chiến rất là lớn, bởi vì chúng ta sinh ra ở trong một cái thế giới đã bị ảnh hưởng bởi tội lỗi, hậu quả của tội lỗi. Cho nên bệnh tật thường là nó đi vào trong cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa Giê-xu Ngài đã chịu những lằn đòn của Ngài để gánh thay cho chúng ta ốm đau bệnh tật rồi. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa về phước hạnh đó, và chúng ta phải thường xuyên áp dụng cho chính mình và xin phúc lợi của những giọt huyết đó được áp dụng trên chúng ta. Và chúng ta cũng bảo vệ hạt giống của chúng ta, con cái hậu tự của chúng ta bằng sự cầu nguyện của chúng ta nữa. Thì chúng ta có quyền pháp lý để làm công việc đó. Lời của Chúa nói rằng hãy phụng sự Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài sẽ ban phước trên bánh chúng ta ăn. Cảm ơn Chúa, khi chúng ta phụng sự Chúa, Chúa ban phước cho bánh chúng ta ăn. Nó có tinh bột nhưng mà nó không tạo thành đường. Được không anh chị em? Yeah. Chúa có thể ban phước trên bánh chúng ta ăn, nước chúng ta uống, rồi đem tật bệnh tránh xa chúng ta. Vì lời của Chúa trong Công vụ chương 10 câu 38 cũng cho chúng ta biết là bệnh tật là sự áp bức của ma quỷ. Thì một trong những cách mà ma quỷ muốn trì trệ ở trong đời sống của chúng ta và làm cho chúng ta mất đi cái niềm vui, đó là làm chúng ta mất sức khỏe. Chúng ta từng hồi từng lúc có ốm đau, chúng ta thấy điều đó. Thì chúng ta thấy rất là khó khăn, rất là khó khăn. Giống như chị Ngọc chia sẻ với chúng tôi là trong những ngày qua có một hiện tượng là chóng mặt. Chị nói rằng nó khó chịu vô cùng, lái xe không được, không đi nhà thờ được, bởi vì chóng mặt thì không thể lái xe được. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chị làm chứng lại, nhắn tin cho con gái của tôi hôm Chủ nhật vừa qua, vì chị là một trong những người trong ban kỹ thuật để chiếu những cái phần kinh thánh và giảng bài lên cho anh chị em ở trên màn hình. Nhắn tin với chúng tôi, cảm ơn Chúa, chúng tôi cầu nguyện. Chính rằng trong lúc buổi nhóm của chúng ta đang diễn ra và trong lúc tôi đang chia sẻ lời của Chúa, lập tức chị nghe như có một cái ngón tay điểm ngay trên đầu của mình, nghe một cái bực một cái, tất cả cái chóng mặt nó biến mất liền. Cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa. Amen anh chị em. Chúng ta dâng Chúa một tràng pháo tay. Chúa Ngài làm việc lạ lùng. Cảm ơn Chúa. Thật là ngón tay của Chúa. Chúng ta nhớ Chúa Giê-xu nói rằng nếu ta cậy ngón tay của Đức Chúa Trời mà chữa lành, phải không? Thì chúng ta thấy rằng ngón tay của Chúa, chỉ nghe như có một ngón tay chạm đến đầu của chị và chóng mặt nó biến mất liền ngay tức khắc. Thật là phước hạnh mà chúng ta kinh nghiệm được ở trong đời sống của chúng ta. Hãy tiếp nhận và cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước để hết thảy những người thân thương của chúng ta được khỏe mạnh ở trong ơn của Chúa. Nếu chúng ta có những người thân thương đang thiếu sức khỏe, chúng ta cầu nguyện sự chữa lành thiên thượng sẽ đến trên cả gia đình của chúng ta. Và đó là điều mà chúng ta cũng hãy đặt lòng mà chúng ta vì gia đình của chúng ta mà chiến đấu trong việc này. Và chúng ta biết đó là một trong những cái chiến trận mà nó rất là quan trọng ở trong đời sống của con người chúng ta. Đó là lý do tại sao một trong những việc Chúa Ngài cứu chuộc chúng ta là Ngài phải hứng chịu những lằn đòn để chúng ta được lành. Vì lĩnh vực này đối với Chúa cũng rất là quan trọng. Ngài dựng nên thân thể của chúng ta, Ngài biết rằng không phải để chúng ta có thể trải qua bệnh tật. Nhưng mà khi bệnh tật đến thì Chúa Ngài phải lên một cái kế hoạch, và Chúa Giê-xu khi đến để thực hiện cái kế hoạch này, Ngài đã trả một cái giá rất là đắt. 39 lần đòn để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự chữa lành.
Vì đối với Chúa, sức khỏe là điều rất là quan trọng. Sức khỏe cho con cái của Ngài là điều rất là quan trọng. Ngài muốn chúng ta khỏe mạnh. Điều thứ sáu, anh chị em cùng với chúng tôi cầu nguyện cho gia đình, đó là chúng ta cầu nguyện và cảm tạ Chúa cung ứng mọi nhu cầu tài chánh cho gia đình của chúng ta. Philip chương 4 câu 19: Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jesus. Câu lời hứa ở tới đây là Chúa Ngài cung ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Nên cảm tạ Chúa hàng ngày, Ngài cung ứng cho nhu cầu tài chánh của từng thành viên ở trong gia đình của chúng ta. Chúa Ngài ban phước và Ngài giúp đỡ cho con cái của chúng ta cũng có lòng tin kính sợ Chúa và trung tín dâng hiến cho công việc nhà của Chúa, để Chúa có thể ban phước. Nhiều khi chúng ta trong cái sự trung tín của chúng ta mà Chúa Ngài ban phước đó, thì nó quá sức tưởng tượng của chúng ta. Có những điều mà chúng ta thấy rằng ở trong lúc những người lân cận của chúng ta là đang thiếu thốn, thì Chúa Ngài có thể mở cửa và Ngài ban phước xuống một cách lạ lùng, chúng ta không giải thích được. Bởi vì chúng ta đi theo như đường lối của Chúa Ngài dạy. Chúng tôi có một người bạn cho biết có miếng đất và chỉ trong vòng có 2 năm, 2 năm rưỡi thì miếng đất có một giá trị không có nhiều lắm, nhưng mà đến khi bán thì được 2 triệu Mỹ Kim ở tại Việt Nam. Chúa Ngài ban phước. Thì chúng ta thấy có những cái chỗ của những cái vùng đất mà chúng ta thấy rằng nó có thể nó không có cái giá trị bao nhiêu, nhưng mà khi Chúa Ngài ban phước đấy thì là cái giá trị nó có thể nhảy vọt. Thì Chúa Ngài có quyền để làm công việc đó. Có những cái sự gia tăng về tài chánh mà chúng ta nhìn chúng ta nói rằng thật là Chúa Ngài ban phước. Mà chúng tôi khuyến khích anh chị em điều này, chúng ta cầu nguyện cho gia đình của mình. Đây là một trong những điều mà chúng tôi cầu nguyện cho con cái của mình. Chúa Ngài ban phước để chúng nó học biết cái nguyên tắc mà Chúa Ngài đã định. Và trung tín dâng hiến 1/10, trung tín dâng hiến cho công việc nhà của Chúa. Và xin Chúa Ngài ban phước cho đời sống tài chánh. Bởi vì khi Chúa Ngài ban phước thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ là những cái phước hạnh rất là lớn lao. Mà từng hồi từng lúc Chúa Ngài cho phép chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với anh chị em những cái phước hạnh mà nó quá sức tưởng tượng, mình không thể nào hình dung được. Nhưng mà đúng theo như lời của Chúa dạy, Ngài sẽ ban phước. Căn bản nhất là Chúa, là Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Chúa. Chúa Ngài ban cho chúng ta, cung ứng cho chúng ta không phải theo tiêu chuẩn của chúng ta hay là tiêu chuẩn của đời này, nhưng mà theo cái tiêu chuẩn nhìn cho em, theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jesus. Chúa Ngài ban một cách lớn lao trong ơn của Chúa. Cầu nguyện và công bố, chúng ta và gia đình sẽ gặt một mùa thu hoạch cho những gì chúng ta gieo ra. Để lời của Chúa dạy chúng ta gieo cái gì chúng ta gặt cái đó. Chúng ta gieo theo tỷ lệ nào chúng ta sẽ gặt theo tỷ lệ đó. Xin Chúa cho chúng ta có một tinh thần cũng như nhận biết rằng hay cái gì mà nó còn nằm ở trong tay chúng ta thì nó là hạt giống. Chúng ta gieo xuống đất thì chúng ta biết rằng chúng ta có thể thu hoạch một mùa thu hoạch. Vì một hộp giống, một hộp lúa khi nảy mầm và lên thành một cây lúa thì cái bông lúa đó trong đó có thể chứa 30, 60, 100 hạt. Nó có tiềm năng tối thiểu là gấp 30 lần và tối đa có thể lên đến gấp 100 lần. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta thấy điều đó và cầu nguyện cho con cái của mình. Chúng tôi lúc nhỏ, khi con còn nhỏ, chúng tôi dạy chúng nó cho tiền để chúng nó tập dâng hiến. Thì một đồng, cho một đồng giấy, một đô la thì cho nó 10 đồng 10 xu. Và khuyến khích đem bỏ 10 xu vào ở trong cái dĩa dâng hiến trong lớp trường Chủ nhật của trẻ em. Dạy chúng nó
học dâng hiến ngay từ nhỏ. Rồi dâng 10 sen, rồi dâng 1 đồng, rồi dâng 10 đồng, 100 đồng, 1.000 đồng, 10.000 đồng. Thì chúng ta biết rằng nó phải qua một cái quá trình. Khi quen, dâng từ lúc nhỏ sẽ dễ dàng hơn để có thể dâng với những số tiền lớn hơn. Amen anh chị em. Bởi vì nếu mà chúng ta không thể dâng được ở trong số ngàn thì chúng ta không có thể nào dâng số chục ngàn được. Mà không dâng được số chục ngàn thì làm sao chúng ta có thể dâng số trăm ngàn được. Đừng nói chi đến số triệu. Nhưng mà chúng ta lại nhớ bên phía bên kia là nếu chúng ta có thể dâng 1 triệu có nghĩa là Chúa ngài ban cho chúng ta lợi tức tới 10 triệu. Amen. Cho nên anh chị em có muốn mình có khả năng để dâng 1 triệu không? Yeah. Nếu chúng ta chỉ nghĩ khải tượng của chúng ta là chỉ có thể dâng cho Chúa số trăm, số ngàn thì có nghĩa là Chúa ngài chỉ có thể ban phước cho chúng ta trong cái mức độ đó thôi. Mình xin Chúa cho để chúng ta sẽ có khải tượng là chúng ta sẽ dâng đến 1 triệu. Vì Đức Chúa Trời ngài nghe và đãi chúng ta theo điều ngài nghe miệng chúng ta nói và ngài thấy việc chúng ta làm. Cảm ơn Chúa. Thứ bảy chúng ta cầu nguyện cho con trẻ trong gia đình. Chúng ta xin Chúa nghe ban phước trên chúng nó. Matthew chương 19 câu số 14. Đức Chúa Giêsu phán: Hãy để các con trẻ đến với ta, đừng ngăn cản chúng, vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy. Lời của Chúa nói rằng con cái là cơ nghiệp từ Chúa. Và chúng ta là cha mẹ có cái trách nhiệm phải dạy dỗ con cái chúng ta con đường nó phải theo, hầu cho khi nó về già nó cũng không lìa khỏi đó. Và điều này chúng ta cầu xin Chúa ngài ban ơn để chúng ta là cha mẹ có sự khôn ngoan để chúng ta dẫn dắt con cái của chúng ta đi ở trong đường lối của Chúa. Ở đây là điều hết sức là quan trọng anh chị em. Bởi vì chúng ta có thể dạy theo văn hóa, theo những điều mà chúng ta bắt chước những người đi trước ở trong gia đình của chúng ta, cha mẹ chúng ta dạy con của chúng ta. Nhưng mà không hẳn là họ đúng hoàn toàn. Chỉ có lời của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan từ nơi Chúa thì chúng ta mới dạy con một cách chính xác để nó có thể được phước. Có thể điều mà chúng ta dạy con cái của chúng ta đó, nó đi ngược lại với cái văn hóa trong gia đình của mình. Có thể mình lớn lên ở trong một gia đình, văn hóa của gia đình của mình là đừng có cho ra mà mình phải cần kiệm. Có 9 đồng mình kiếm thêm 1 đồng để có đủ 10 chứ không có cho ra. Thì có thể là các thế hệ trước họ ở trong những cái ngày chiến tranh của quê hương đất nước của chúng ta, họ có những cái thời gian mà dân tộc của chúng ta trải qua những cái cơn đói kém, thì họ sợ là phải cẩn thận ở trong cái vấn đề sử dụng tiền bạc của mình, mà cẩn thận luôn đã cái vấn đề khi dâng cho Chúa mình cũng cẩn thận luôn. Thì chúng ta cần phải dạy dỗ con cái của chúng ta con đường nó phải theo, dạy dỗ chúng nó lời của Chúa. Hầu cho bởi ơn của Chúa ngài ban cho nó sẽ còn dính lại trên đời sống của con cái của chúng ta như lời của Chúa hứa tại đây. Đó là nếu chúng ta dạy cho con cái của chúng ta con đường nó phải theo thì khi nó về già nó sẽ không lìa bỏ đó, bởi vì từ nhỏ nó được dạy dỗ. Xin Chúa ngài ban phước để chúng ta sẽ làm công việc đó. Cầu nguyện xin Chúa bảo vệ trên từng em, từng con, từng cháu của chúng ta, chúc phước cho chúng nó. Ngợi khen Chúa. Có những anh chị em ở xa họ đã áp dụng. Họ nghe chúng tôi kể là khi con còn nhỏ chúng tôi đi vào trong phòng của chúng nó, đặt tay trên đầu và chúc phước cho chúng nó. Hãy Chúa nghe ban phước. Thì có những người cha, người mẹ đã học theo gương này. Và ngày hôm nay họ nhìn lại, họ thấy đúng là con cái của họ được phước. Xin Chúa nghe giúp đỡ để chúng ta sẽ trung tính ở trong công việc này. Ngày hôm nay nếu con không còn ở chung nhà, chúng ta vẫn đeo đuổi chúng nó bằng lời chúc phước của chúng ta. Vì Chúa cho chúng ta là cha, là mẹ, là người có thẩm quyền trên đời sống của con cái. Chúng ta có thể thực hiện cái vai trò của người thầy tế lễ của gia đình ở trong công việc này. Vì có một cái sức mạnh rất lớn trong lời chúc phước của người cha. Abraham chúc phước cho Isaac, Isaac chúc phước cho con của mình
nghĩ là Esau, nhưng mà là chúc phước trên Gia-cốp. Gia-cốp chúc phước cho các con của mình, và đặc biệt là Joseph và hai người con của Joseph. Để chúng ta thấy phước của người cha, người chủ gia đình mà chúc phước xuống cho con cái của mình là việc rất là quan trọng, một cái kế hoạch của Đức Chúa Trời để chuyển tải phước của Chúa từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà còn gia tăng lên nữa, cũng như là giữ được cái lời hứa của Chúa cho Abraham mà Chúa Ngài đã ban phước, để Isaac có thể được phước của Chúa như Chúa Ngài đã hứa cho Abraham. Isaac khi ông chúc phước cho Gia-cốp, ông cũng đã chúc phước điều đó, để phước mà Chúa Ngài đã định, đã chọn cho một gia đình thờ phượng Chúa, tin kính Chúa cũng đã được chuyển xuống. Rồi Gia-cốp khi chúc phước cho cháu nội của mình là con của Joseph, thì lời chúc phước đó vẫn tiếp tục đi, và chúng ta thấy sự chuyển tải này cứ đi đến với các thế hệ. Cho nên chúng ta đừng để nó ngưng ở chúng ta mà thôi, mà xin Chúa cho để sẽ đổ xuống ở trên con cháu của chúng ta. Cho nên thường xuyên chúng ta cầu nguyện cho con trẻ trong gia đình của chúng ta, và cuối cùng chúng ta cầu nguyện cho chính chúng ta, cho cha mẹ, bởi vì vai trò của chúng ta rất là quan trọng ở trước mặt Chúa. Châm ngôn chương 22 câu số 6 mà chúng tôi nói khi nãy: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi trở về già nó cũng không lìa khỏi đó. Chúng ta cầu nguyện để Chúa Ngài cho chúng ta biết con đường chúng ta phải theo, để chúng ta có thể dạy dỗ cho con cái chúng ta con đường nó phải theo. Và khi chúng ta làm như vậy thì chúng ta thấy rằng con cái của chúng ta lớn lên sẽ kinh nghiệm được phước hạnh từ nơi Chúa. Nhất là chúng ta đang sống ở trong một cái thế hệ mà những người cha vắng mặt là một cái nan đề lớn cho xã hội ngày hôm nay. An absentee father. Có những người đàn ông họ chỉ ngủ ở đó, ăn tối ở đó, nhưng mà họ thật sự không có mặt ở trong gia đình đó. Và có một cái khoảng trống rất là lớn trong đời sống của những người con lớn lên trong những gia đình như vậy. Chúng ta cảm ơn Chúa vì lời của Chúa nhắc nhở và dạy dỗ chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho chính mình để vợ chồng sẽ đứng vào ở trong cái chỗ để chúng ta cầu xin ơn Chúa soi sáng dẫn dắt chúng ta, để chúng ta có thể có sự khôn ngoan từ nơi Chúa, cũng như biết con đường mà Chúa Ngài đã định chúng ta phải theo. Và nhiều khi chúng ta dạy con cái chúng ta theo cách này cách khác, nhưng mà phải là dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Con đường nó phải theo là con đường nào? Bởi sự soi sáng của Chúa chúng ta mới biết, bởi lời của Chúa chúng ta mới biết. Cho nên chúng ta trở lại với Thi Thiên 112 rất là quan trọng. Hallelujah! Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va và hết lòng yêu thích điều răn của Ngài. Kết quả là gì? Con cháu của người ấy sẽ cường thịnh ở trên đất. Dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước. Của cải và giàu có đều ở trong nhà của người ấy, và sự công chính của người ấy còn đến đời đời. Ánh sáng soi nơi tối tăm cho người ngay thẳng, tức là người hay làm ơn, có lòng thương xót và công chính. Phước cho người nào có lòng rộng rãi, sẵn sàng cho mượn và điều hành mọi công việc trong sự chính trực. Người công chính sẽ chẳng hề bị rúng động, kỷ niệm người ấy còn đến đời đời. Người ấy không sợ cái tin dữ, lòng người ấy vững bền tin cậy Đức Giê-hô-va. Lòng người ấy kiên định, chẳng hề sợ hãi cho đến khi người ấy thấy các kẻ thù mình bị đánh bại. Người ấy rải tiền của bố thí cho người nghèo khổ. Sự công chính của người ấy còn đến đời đời. Sừng người ấy sẽ được ngước lên ở trong vinh quang. Kẻ ác thấy điều đó thì tức giận, nghiến răng và bị diệt mất. Tham vọng của kẻ ác sẽ tiêu tan. Đây là bức ảnh mà chúng ta thấy rằng kết quả của một cuộc đời kính sợ Chúa và hết lòng yêu thích điều răn của Chúa. Thì trong 8 điều mà chúng tôi mời anh chị em chúng ta cầu nguyện xin sự bứt phá cho gia đình của mình,
thì chúng ta thấy rằng tiềm ẩn cái kết quả cũng như là cái lý do để một người có thể được phước của Chúa. Kính sợ Chúa, yêu thích các điều răn của Ngài. Thì chúng ta cẩn thận, chúng ta làm theo, thì chúng ta sẽ được phước, hậu tự của chúng ta được phước, và cuộc đời của chúng ta sẽ được phước của Chúa vây lấy chúng ta, và chúng ta vững vàng ở trong ơn của Chúa. Luôn cả chúng ta không sợ một cái tin dữ, bởi vì chúng ta biết rằng có Chúa ở cùng và Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Khó khăn rồi cũng sẽ dễ dàng trải qua khi có Chúa trong thuyền của chúng ta. Cuộc đời của chúng ta sẽ được Chúa Ngài ban phước, để chúng ta sẽ là những người rộng rãi ban cho. Thì câu số 9, người ấy rải tiền của bố thí cho người nghèo, sự công chính của người ấy còn đến đời đời, sừng người ấy sẽ được ngước lên ở trong vinh quang. Cảm ơn Chúa. Anh em có muốn tiền của mình nhiều đến độ mình có thể rải ra cho người khác không? Không ai thích điều đó hết. Xem, giàu mà tiền mình có thể rải ra tức là giàu lắm á. Amen. Xin Chúa cho chúng ta có cái khải tượng đó. Xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta sống với khải tượng. Cầu nguyện cho gia đình của chúng ta trong cùng một ơn của Chúa, một khải tượng từ nơi Chúa, để rồi nhịp nhàng tấn tới. Bởi vì có như vậy một cái sức mạnh rất lớn. Một người được phước thì chúng ta thấy rằng đã tuyệt vời rồi. Nhưng mà cả một gia đình được phước thì chúng ta sẽ thấy mạnh mẽ vô cùng. Cảm ơn Chúa. Và cái sức mạnh của nó là chúng ta thấy theo như sự gia tăng tỷ lệ cấp số nhân thì nó sẽ lớn vô cùng. Một đuổi 1.000, hai đuổi 10.000, ba chúng ta không thấy Kinh Thánh nói bao nhiêu, nhưng mà chúng ta hình dung nó lớn lắm. Tại vì một mà nó được 1.000, mà hai không phải là 2.000 mà nó thành ra 10.000. Tại vì có một cái sức mạnh compound hiệp lại với nhau, nó trở nên một cái con số mà chúng ta thấy rằng rất là lớn. Sức mạnh này chúng ta hình dung trong gia đình, trong hội thánh, trong cộng đồng của chúng ta thì nó lớn vô cùng. Như tôi từng chia sẻ với anh chị em, nguyên tắc mà chính Đức Chúa Trời Ngài đã xác nhận khi loài người lúc bấy giờ có ý định xây tháp Ba Bên. Họ muốn xây một cái tháp đụng đến trời, tức là một cái ước mơ cao lắm. Thì Đức Chúa Trời nói với nhau rằng, này một thứ dân, nói cùng một thứ ngôn ngữ, và bây giờ chúng nó toan làm một việc, thì không có điều chi có thể ngăn chúng nó làm được điều mình đã định. Đó là lời của Đức Chúa Trời toàn năng nói như vậy. Không có một điều gì có thể ngăn cản nếu có ba cái điều kiện đó có mặt ở trong một nhóm người. Cùng một nhóm người, nói cùng một thứ ngôn ngữ, và cùng nhau toan định làm một việc. Thì không điều gì có thể ngăn trở, luôn cả Đức Chúa Trời cũng không thể ngăn trở được khi có cả ba cái điều kiện đó ở trong một nhóm người. Nhưng mà chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài có thể ngăn trở công việc đó khi Ngài đổi ngôn ngữ. Họ không còn hiểu với nhau nữa. Cuối cùng thì công việc đã đình trệ và loài người đã tản lạc ra khắp mặt đất. Vì không còn là một nhóm người nói cùng một ngôn ngữ nữa, mà bây giờ họ nói nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau. Nên công việc phải bị đình trệ. Nhưng ta quay trở lại. Cảm ơn Chúa vì trong ơn của Ngài, chúng ta có thể có được một nhóm người. Xin Chúa Ngài cho gia đình của chúng ta được bứt phá để một nhóm người nói cùng một ngôn ngữ, có cùng một khải tượng. Thì không điều chi có thể ngăn trở gia đình của chúng ta được phước và làm nguồn phước cho muôn người. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài cho đi chúng ta buổi tối hôm nay sẽ cùng nhau cầu nguyện. Và tôi khuyến khích anh chị em là chúng ta sẽ đặt 8 điều này và chúng ta cầu nguyện thường xuyên cho gia đình của mình. Chúng tôi
mỗi buổi sáng khi cầu nguyện cho con cái. Đứa lớn, đứa thứ hai, bà cầu nguyện xuống cho đến đứa út. Các cháu, xin Chúa ngài ban phước. Và chúng tôi như là một sĩ thầy tế lễ đứng ở giữa Đức Chúa Trời và con người, giữa Đức Chúa Trời và con cháu của mình, là một gạch nối để xin phước của Chúa ngài tuôn đổ xuống. Và tôi khuyến khích anh chị em chúng ta cùng nhau bước đi với khải tượng đó. Và hình dung với tôi, chẳng những chúng ta mà chúng ta cầu nguyện cho các gia đình, những thành viên khác ở trong hội thánh của Chúa. Nhà nào, gia đình nào cũng được phước của Chúa hết, thì hội thánh của Chúa sẽ mạnh mẽ vô cùng. Phải không chị em? Cho nên chúng ta có thể dâng môi miệng đời sống của chúng ta trong sự cầu nguyện. Chúa ngài ban phước, lớn mạnh ở trong ơn của Chúa. Và điều đó cũng là điều mà giúp cho chúng ta, để chúng ta có được ơn của Chúa, và chúng ta cũng cầu nguyện cho những người thân thương của chúng ta ở tại quê nhà hiện tại, để họ cũng được phước của Chúa, hầu cho họ không có sợ cái tin hung tin dữ. Chúa ngài gìn giữ bảo vệ họ nữa, ở trong ơn của Chúa, ở trong phước hạnh từ nơi ngài ban cho. Dịch lệ được Chúa ngài hứa rằng, nếu chúng ta nương náo mình, chúng ta công bố rằng chúng ta nương náo mình nơi Chúa toàn năng, thì ngài sẽ phủ bóng che của ngài gìn giữ bảo vệ chúng ta, và sai thiên sứ của ngài gìn giữ chúng ta, và khiến cho chúng ta được bình an, và dịch lệ cũng không thể đến gần trại của chúng ta. Ngài sẽ ban phước cho thức ăn, nước uống của chúng ta, hầu cho chúng ta có thể kinh nghiệm được sức khỏe ở trong ơn của Chúa, trong quyền năng của ngài. Dịch lệ không đến gần trại của chúng ta. Xin Chúa ngài ban phước để chúng ta cũng sẽ thấy điều đó, và cũng lớn tiếng cầu thay cho đất nước, cho dân tộc của chúng ta tại quê nhà nữa. Cảm ơn Chúa.